lực lượng giao thông đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 207 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, địa phận huyện Phú Xuyên, Hà Nội vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay, khiến nhiều người bị thương. Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 12B00643 đã va chạm với xe ô tô vệ sinh đường cao tốc của công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, biển kiểm soát 29C55506 đi cùng chiều. Hậu quả là một số hành khách bị thương, đầu xe khách dập nát, lái xe mắc kẹt trong cabin. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Phú Xuyên đã đến hiện trường giải cứu, đưa lái xe cùng 4 người bị thương đi cấp cứu.